UKA campuses have been accredited by the British Council. Bộ Giáo dục tỉnh nhà theo xu hướng mới với các phương pháp giáo dục hiện đại, cơ sở vật chất tiện nghi và đội ngũ giáo viên có chất lượng cao. Và giáo dục Nguyễn Hoàng chúng tôi sẽ mạnh mẽ khẳng định thêm những đóng góp của mình vào sự nghiệp chấn hưng nền giáo dục của nước này.